Con anh chị các bạn đang nghe xem kênh thì chiều hôm nay là thứ hai ngày 4 tháng 3 năm 2024 thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng vào buổi chiều hôm nay tại khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận. Chúc con anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý bác anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hay một số là nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, quý anh chị các bạn, thì tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay tại khu vực miền Tây, khu vực Bình Thuận thì giá tiếp tục đang có chiều hướng đang ổn định quý bà con. Ở khu vực miền Tây thì thanh long ruột đỏ loại 1 dao động ở mức từ 30 đến 31 ngàn. Loại 2 dao động ở mức từ 25 đến 26 ngàn. Loại 3 dao động từ 20 đến 21 ngàn. Hàng loại 4 dao động từ 15 đến 16 ngàn. Hàng giạc của thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây thì dao động từ 9 ngàn đến 10 ngàn đồng một ký. Đây là hình giá thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây. Giá này là giá thương lái thu mua tại vườn các con. Mình xin nhắc lại đây là giá cập nhật tại vườn, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn. Từ 2 ngàn đến 3 ngàn đồng một ký tùy theo từng nơi, tùy theo từng vườn. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột trắng. Thanh long ruột trắng hiện nay ở khu vực miền Tây thì hàng đẹp dao động ở mức từ 16 đến 17 ngàn. Hàng sàn dao động từ 14.000 đến 15.000. Hàng giả của thanh long ruột trắng hiện nay thì dao động ở mức từ 6.000, từ 7.000, từ 8.000. Thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây, còn khu vực Bình Thuận thì bò đẹp dao động từ 13.000, 14.000, 15.000. Bò sàn thì 11.000, 12.000, 13.000. Hàng giả của thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì dao động ở mức từ 7 đến 8.000. Đây là hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ khu vực Bình Thuận hiện nay thì loại 1 dao động ở mức từ 28 đến 29.000, loại 2 dao động từ 25.000, loại 3 là 19.000. Hàng giá của thanh long ruột đỏ khu vực Bình Thuận hiện nay dao động từ 9 đến 10.000. Đây là giá tại khu vực Bình Thuận, tùy theo từng khu vực. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc bà con, anh chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin kính chào, hẹn gặp lại tất cả các bà con trong những clip tiếp theo trên kênh.